Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine, phấn đấu đến hết tháng 12 hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi. Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ngành địa phương đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để mở cửa trường học trở lại an toàn, hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị kế hoạch tiêm mũi 3 tăng cường cho người đã tiêm đủ 2 mũi, tham khảo kinh nghiệm các nước để sớm ban hành quy định cách ly phù hợp, nhất là với những người đã tiêm 2 mũi và xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, xem xét xã hội hóa công tác xét nghiệm, tăng cường chuẩn bị phân bổ thuốc điều trị khi đã chứng minh về tính hiệu quả và an toàn.